Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Juni và Khay Thi sẽ quay cho các bạn xem tình hình của Khay Thi té thế nào. Là hôm bữa người té là Khay Thi và người quay là Juni nha. Và đây là chân của Khay Thi. Đó. Chân bị giãn tĩnh mạch nè mấy bạn. Đúng không? Anh. Chân nó ấy nè. Rồi da Khay Thi bị vàng nè, Khay Thi đang bị ốm và đây. Đó. Đây là mảng bị trùi lông nè, quát lông miễn phí nè. Rồi đây là không thịt Khay Thi khá là độc và không có sức đề kháng đúng không? Yếu nên mới bị nặng như vậy đúng không anh? Và đây là phần đùi nhé. Khay Thi rất là ngại nên là mình không có quay mặt đâu. Rồi đấy, các bạn thấy Khay Thi bị nặng chưa? Rồi, Khay Thi đang bị bầm dập nhưng mà Khay Thi vẫn sẽ tập tay để duy trì sức khỏe. Chiều nay Khay Thi sẽ tập 15 đến 30 phút để cho khỏe và sẽ xuất hiện cho các bạn coi. Yên tâm là Khay Thi vẫn còn tươi lắm, mặt hơi da hơi bị vàng thôi, nên là các bạn không muốn bị yếu như Khay Thi thì hãy tập luyện thể dục đều đặn và ăn đầy đủ chất nha. Khay Thi đợt trước rất là ăn linh tinh nên là đây, móng chân móng tay nó bị sần đâu, cái tay em bị xích đâu. Ừ, tay Khay Thi đợt trước là bị xích tùm lum la luôn. Đó. Bị thiếu chất đó. Rồi, bye bye mấy bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm Khay Thi. Khay Thi hãy nói lời cảm ơn các bạn đi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình nha. Xin chào các bạn.